Xin kính chào quý vị và các bạn. Là một sáng thứ bảy tràn ngập ánh nắng yêu thương và tiếng chim hót líu lo đón ban mai. Và hôm nay thì Thanh Tùng xin tiếp tục đọc cuốn sách tiếp và các bạn và quý vị cùng lắng nghe. Tấm sách đầu tiên trong lĩnh vực sale, đồng thời cũng chính khoảng thời gian làm việc tại công ty seller ấy đã mở ra tôi một cánh cửa khác để thay đổi tương lai. Đó là cuộc gặp gỡ với người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi, Michael Moore. Khi ấy, công ty tổ chức một chương trình huấn luyện về lãnh đạo dành cho toàn thể đội ngũ nhân viên. Ngày đầu tiên nhìn thấy Michael trong hội trường, tôi chỉ nghĩ rằng anh là trợ lý của một chuyên gia đào tạo. Tuy nhiên, khi Michael Moore bước lên sân khấu, tôi đã thực sự choáng ngợp. Anh là một triệu phú gốc Hoa, cùng tuổi với tôi, với hoàn cảnh và điều kiện giống như tôi. Điều khác biệt là anh ấy không sở hữu tấm bằng đại học nào, nhưng lại đang rất thành công, giàu có và bao nhiêu người Mỹ đang đứng dậy vỗ tay khi anh cất lời. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi không còn nhớ rõ Michael Moore đã nói gì trong 3 giờ đào tạo, ngoài những thông tin trên. Sau buổi đào tạo, trong lòng tôi dấy lên hai dòng suy nghĩ với cảm xúc đối lập nhau. Vì sao Michael có xuất thân giống như mình, cũng là người châu Á, cũng sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình cũng di cư sang Mỹ khi anh còn bé, nhưng anh lại có sự tự tin và đĩnh đạc đến vậy. Trong khi tôi đã hơn 1,5 năm dấn thân vào lĩnh vực sale và vẫn nhút nhát, vẫn chưa có lấy một đơn hàng nào, nhưng trái lại Michael đã mang đến cho tôi niềm hy vọng rất mãnh liệt. Có cùng xuất phát điểm, anh đã thành công thì tôi không lý nào là không làm được. Suy nghĩ đã gieo cho tôi một ước mơ rằng chỉ cần đạt 1/10 những gì Michael đã đạt được là đã quá đủ với mình rồi. Lúc đấy Michael trở thành một hình mẫu lý tưởng mà tôi đang hướng tới trong đời mình. Nhưng hài hước là cho đến thời điểm ấy tôi vẫn nhút nhát và tự ti. Suốt trong một thời gian dài tôi chỉ quan sát Michael từ xa, bắt chước theo phong cách ăn mặc, tác phong của anh mà không một lần dám trực tiếp gặp gỡ. Phải đến hơn một năm sau, tôi mới có đủ can đảm mời anh một cuộc hẹn để tìm hiểu và học hỏi từ anh. Mãi cho đến ngày hôm nay, Michael không chỉ là một người thầy của tôi, mà còn là người bạn tâm giao cả trong đời sống lẫn kinh doanh. Tất cả những gì Michael mang đến cho tôi là một bước ngoặt cuộc đời và nhiều bài học đáng giá. Nhưng bài học đấy là những gì bạn sẽ đọc ở các chương sau. Xin cảm ơn các bạn. Thì chúc mừng tác giả hôm nay. Sau 1,5 năm loay hoay tìm kiếm người thầy và đến một cái nhân duyên lành thì anh đã tìm đến người thầy của mình, cũng có nguồn gốc xuất thân và đã có thành công trong cuộc sống mặc dù trong tay không có bằng đại học. Thành ra là những cái gì mà tác giả muốn chia sẻ chúng ta là không phải là chúng ta có bằng đại học thì chúng ta mới thành công, mà cái này là chúng ta phải tìm người thầy và mong muốn cầu thị, ham học hỏi, cầu tiến và đi theo bước chân của những người thành công. Và những doanh nhân thành đạt họ đi theo cái đó thì khả năng của chúng ta sẽ đạt đến 80% nếu chúng ta hành động và học theo. Rất may mắn là Thanh Tùng đã được đọc quyển sách này và chúc các bạn một ngày thứ bảy tràn ngập niềm yêu thương, hạnh phúc và an lạc.